Dân mình chào cô chú anh chị các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới của Dân hôm nay. Và hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2023. Chỉ còn 4 ngày nữa là lễ cái chế Sima Khánh Thành ngôi chánh điện mới nha cô chú anh chị các bạn. Thì đây là ngôi chánh điện chùa Trong Thọp thuộc ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay Dân sẽ quay trở lại cập nhật chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Và đây là phía chánh điện chùa Trong Thọp ở cổng phía trước. Và đây là những hố xi ma nha cô chú anh chị và các bạn. Và trên đây là tượng Phật Thích Ca. Thì hồi nãy anh vừa mới lên chánh điện thì trên chánh điện cũng không có đông lắm cô chú anh chị và các bạn. Thì anh nghe phía bên ngoài rất là nhộn nhịp nè. Và bây giờ anh sẽ đi quay ở phía ngoài cho cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Trên hành lang cũng ít nè. Và anh thấy ở phía sau rất là đông vì có bản nhạc sống cô chú anh chị và các bạn. Bên đây có nhạc sống, người ta đã tập trung ở đây rất là nhiều. Thank you.
rất đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Danh tại chùa Đồng Thập rất là nhiều lần rồi. Thì Danh chỉ biết giờ là quay cập nhật chia sẻ người đông như thế nào thôi, chứ mấy chỗ kia Danh cũng đã quay hết trơn rồi. Thì có chỗ nào khác thì Danh cũng sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Giờ sẽ lên quay chỗ để đá xi măng cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây chính là chính viên đá xi măng sẽ được diễu hành vào ngày thứ ba của lễ kết giới xi măng. Thank you.
Bây giờ anh sẽ đi vô Hoàng Trúc Sơn để quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Giờ hiện giờ rất là đông luôn à. Đây cô chú anh chị và các bạn, chính là Hoàng Trúc Sơn đây. Giờ mình sẽ đi vô trong xem có ai đây không nha. Hiện tại giờ thấy mấy đứa nhỏ nó cũng tranh thủ chạy vô để thử thách nè. Thì phía bên trong chỉ có một đường duy nhất, khi mình đi tới một nơi là có ba cái đường hoặc là bốn cái đường gì đó, mình sẽ chọn một cái đường để đi tiếp, nếu mà đi sai sẽ đi lại từ đầu nữa. Giờ đi ra quay vòng vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem. Không khí hiện tại rất là nhộn nhịp. Hiện tại bây giờ là không có cho xe vô nha. Những xe này là đi hồi chiều mới được vô trong đây nè. Phía bên đây có chơi cái trò chơi trúng thưởng nè nữa nè cô chú anh chị qua là. Và phía bên đây có vẻ thưa thớt. Ở đây qua kia cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn ha. Thì mọi người tập trung về nơi có nhạc sống. Thank you.
Và bậc tiết trong ba sông mặt trời có hồn đạo lý là người khôn phải mong tốt. Sông mặt trời có hồn đạo lý là người khôn phải mong tốt. Chúng ta cũng nên tìm quan. Thì nãy giờ đây một vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem rồi đó. Hôm nay quay đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi về nha cô chú anh chị và các bạn. Thì phía bên ngoài người ta đã chặn lại rồi, không có cho xe vô nữa. Và xe trong đây sẽ ra sẽ không được vô nữa nha. Tại vì những xe này á, là hồi chiều người ta vô, giờ là người ta mới để xe trong đây được á. Tôi thả nào bằng tên. Bây giờ anh sẽ lượn một vòng qua bên chỗ người ta bán đồ nha. Tính về nhưng mà chưa có quay chỗ này cho nên quay tiếp. Đây có bán hộp vịt lộn nè, với mấy cái chả nè, rồi bánh thòn nè, có bán cá kiển luôn nè. Đặc biệt là nước uống nha, là nước mía, là nước phổ biến nhất tại các lễ hội. Thì đến chơi thì mọi người thường chọn nước mía là cái nước phổ biến nhất. Đây đó, quay vô ở phía sau cho cô chú anh chị các bạn xem luôn nha. Thì ngày bảy tây tháng 4 sẽ có tổ chức nhạc sống ở bên đây nè. Thì anh chị nghe tin đồn chưa có chắc, không biết có nhạc sống hay không, chứ thấy có một cái sân khấu bên kia đó, thì bên đây có người ta bán nước mía nhiều nè. Rồi đi về thôi, lúc này chưa có người đâu. Thì bây giờ mình sẽ đang đi ra nha, để mình qua chào anh em mình cái. Hello anh em nha. Hello. Có luôn, có luôn rồi, ok. Bây giờ mình đang trên đường đi ra ngoài cổng nha cô chú anh chị và các bạn. Phía bên đây người ta có bán những cuốn sách Khmer nữa nè. Phía bên đây là cái lối đi về đây, bây giờ chuẩn bị đi về nha. Giờ này thì đường rộng rãi rồi, có chú anh chị quá bạn.
phía cái cổng bên trong nè. Người ta trước chỗ này người ta cũng bán nhiều à. Kem khói. Ok, rồi, đi xuống. Rồi. Rồi bây giờ xuống lấy xe nha cô chú anh chị và các bạn. Mình chuẩn bị đi về nha. Thì mình đi với em của mình. Rồi, Danh cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Danh nha. Bye bye.